Thì gần xa cùng nhau hội hộ về đây, cùng nhau về dự một ngày linh thiêng. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Dần, nhằm ngày nghĩa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tại chốn đạo tràng lần bậc huyền thánh thiêng chùa Linh Quang, sư thầy đương gia có xuất dưỡng được đệ tử hội đủ chuyên lành, xin tổ thỉnh tăng già nhị bộ quang lâm để gia trì chứng minh lễ lễ pháp. Giờ này chư tôn tịnh đức nhị bộ đại tăng năng đã ai bấn quang lâm trang nghiêm tại bảo điện, đại mệnh ban tổ chức chúng con xin hiểu tác bạch chương trình lễ lễ pháp như sau. Trước quy tín tam bảo nguyện hương cửu thái sa hối tập quy bệnh lễ đức bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tam bái, sau đó chúng con thành kính cung tịnh quý chư tôn đức cha nghiêm trong tòa. Thứ kính tịnh thầy đương gia sư cô Thích Đức Diệu Ngọc, đối chư đại tăng đang dâng lời cầu thỉnh, sau đó chúng con kính thỉnh đại tăng đang tác pháp sai nhân để thế pháp. Trước khi cử hành lễ thế pháp, cung thỉnh đương sự đối trước thân phụ mẫu để kiên thành dâng ba lễ tạ ân, sau đó thầy kiểm sư đưa ra ngoài để thế pháp. Trong khi thế pháp kính thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng nhất khẩu đồng âm gia trì đại bi thập chú bát nhã hồi hướng tam tự quy. Chương trình lễ thế pháp là như vậy, chúng con xin điền thành các bạch bạch ngưỡng mong chư tôn tịnh đức chứng minh toàn thể đạo tràng đồng lữ chi. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Ma Tát Bát Đại chứng minh. Thế nhớ thiên nhân sư thượng hạ sĩ
chi thành thành căn mới nhờ Thank you.
theo tu quy mạnh chí tâm niệm để tinh thường tâm chi minh mà vô vi nhân thiên tối thượng
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tỉnh đức từ bi chứng minh, hôm nay buổi hội riêng lành, sư thầy Hương Gia chùa Linh Quang cũng xúc dưỡng được cư sĩ Phật tử Diệu Mai sau một thời gian rèn luyện cũng như tinh tiến có đầy đủ công hạnh trong thừa tăng tạng. Sư thầy Hương Gia đã về trước đại tăng của luật mật viện Nhẫn Thiên cũng như sư phụ chùa Tích Gia để thành kính tác bạch, được quý ngài thủy từ hước cả thời giờ này quý ngài đã quang lâm từ đi tăng chứng. Sư thầy con thành kính dĩ thủ quy lễ đối chức nhị bộ đại tăng hiện thầy quý ngài. Quý ngài từ bi hoan hỷ hứa khả cho sư thầy Hương Gia con được cử hành ấy thế pháp trong đệ tử Diệu Mai, ngưỡng mong quý ngài thủy từ ai ân hứa khả cho sư thầy con cùng phật tử được ân chiêm công đức ạ. Con
Thank you.
tham khi không gian này thì cũng tự là không bỏ chim á. Chim, chim đây là một tam vật thoát khỏi ra. Đương nhờ một giới định tuệ, đương nhờ phải phát tâm để thoát khỏi những việc tham chim, những cái việc tham chim. Tinh tấn tu hành của thoát khỏi của một cuộc đời não. Sau khi thoát khỏi trong cuộc não thì lại tiếp tục phát ra tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới là vô sắc giới, dục giới là ta sống, khi ta sinh ra và sinh ra lớn lên sống làm việc trên thế gian này, có nhiều dục tâm dục niệm lớn, từ sắc giới vô sắc giới. Và theo Phật dạy thì nếu mà ta ở trong ba cõi đấy, cõi chư thiên, tam giới là do chặt một nhà đường, nó chưa an yên hoàn toàn, nó chưa vững bền hoàn toàn, chưa được ổn định hoàn toàn, cho nên phải thoát ra khỏi tam giới, siêu vượt vượt tam, siêu vượt thành phạm giới thì trở về có cái gọi chân như tự tính, chân như phật tính, chân như bản tâm, chân như bản tính, chân như tự tính, chân như tự tâm, chân tức là chân thật, vĩnh hằng bất biến. Thì nó vĩnh viễn, nó không bao giờ thay đổi trong hoàn cảnh xung quanh. Và thế gian người ta nói là tâm bất biến tự dòng là biến, cái tâm nó là không phải không vĩnh viễn hoàn cảnh xung quanh. Và tâm là trung tâm trung điểm của ta, Phật giáo thường dạy là tam giới vì tâm, vạn pháp vì thức. Ba cõi tuy ba cõi mà đều do tâm, tâm nó duyên khởi, tâm nó duyên khởi là pháp giới, duyên khởi là ba cõi, và như vậy tam giới vì tâm, vạn pháp vì duyên thức. Và thức thì nó hay biến đổi, nó không ổn định, cho nên con người nào mà không chưa xoay chuyển được thức thì nó hay chợt vui chợt buồn, chợt vui chợt ghét, tức là nó nhanh chóng nó thay đổi trong từng sát na. Rồi nó thay đổi trong từng sát na, chợt vui chợt buồn, chợt vui chợt ghét, chạy theo hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh có sinh già, hoàn cảnh xung quanh có sinh chủ tiền nghiệp, thành chủ thành công, thân mạng con người sinh già chết, nhưng mà cái thức nó hay thực thẳng thay đổi theo cái bề ngoài. Thì mà thức biến thì nó đương biến đổi. Phật mới dạy là tạm giới dùng tâm và pháp tu thức, cho nên cần tu hành chuyển thức thành trí tuệ. Các cách tu hành chuyển nhanh nhất tu theo cái tinh thần căn bản của kinh Tăng Nghiêm, đương nhờ vào hai căn, nhãn căn và nhĩ căn, tuy thấy tất cả mọi vật dụng nhưng mà thu về với tự tính thấy, tức là tự tính thấy trong sáng thanh tịnh, tuy nghe hết thảy mọi thanh trần nhưng mà thu về tự tính nghe, đấy là cách tu quan tâm Bồ Tát nhĩ căn tinh thông, phản tự tính tinh thần tự đạo, đã xoay cái nghe cái trần cảnh xoay để trở về cái nghe tự tính, nghe theo tự tính bên trong. Tự tính là bất sinh bất diệt, bất có bất tịch bất tạm bất giảm, nên là phải đưa vào hai căn chính nhãn và nhĩ, thấy nghe thấy hết thảy mọi sắc trần nhưng không bị dao động với nhìn của hết thảy sắc trần, nghe hết thảy mọi thanh trần nhưng không bị dao động với nhìn của hết thảy thanh trần. Đấy là cách tu cơ bản của trong kinh Tăng Nghiêm, đề phần ở trong kinh Tăng Nghiêm, cụ thể hóa tức là đức Quan Thế Âm Tát căn dùng nhĩ căn để tu. Nhĩ căn thì nó so với các căn khác thì nó siêu việt, nó có ưu điểm ba cái đại nhãn đặc tính, ưu điểm nhị căn là thông viên và thường, thông là thông suốt tất cả pháp giới, thường là thường hẳn, không lúc nào nó không có mặt, và viên là viên mãn. Cho nên là khi chúng ta có nhận về phương diện nhãn căn thì có giới hạn, thì chỉ có thể thấy phía trước, không thể thấy phía sau, chỉ có thấy một bên nhưng không thấy được bên còn lại. Và riêng cái nhị căn thấy tứ phía, cái nhị hà nhị căn là nghe tứ phía, nghe phía trên, nghe phía dưới, nghe phía trái, nghe phía phải, nghe phía trước, nghe phía sau, nghe phía trong, nghe phía ngoài. Đấy, những cái lúc ví dụ chúng ta sôi tụng chúng ta cũng có thể nghe được, là chính là nhờ nhị căn, thì là nhờ mà cái nhị căn là cơ bản tu hành thoát ra tầm tới. Đấy là pháp tu căn bản. Tu căn bản đã căn bản thì nói chung dùng chung cho tất cả mọi người, thì ai cũng đều có hai căn chính, nhãn và nhĩ. Hai căn nếu mà thu về rồi thì các căn khác cũng thu về.
tuy là trong Phật pháp có dạy là đối với lục căn là sáu căn mắt tai mũi và thân ý ba niệm thân khẩu ý, nhưng mà biết tu thì dùng hai căn chính là có thể đạt được các căn tồn tại nhặt nhị, bất cứ là cái tụng kinh, cái niệm Phật hay là cái trì chú đều hai căn đó là mạnh đặc nhất, thường thấy và nghe trước bất cứ là cái ứng dụng pháp nào, thậm chí cái lúc mà ăn uống chưa ăn vào miệng chưa đút vào cái đồ vật dụng vào miệng nhưng mà đã thấy trước nghe thành trần trước thấy sắc trần nghe thành trần thì phải đóng kép ngay được cái thấy nghe là đường cho nó chạy nó huyết hóa thấy cái đó vừa thấy đó nhìn không đó thì nó vô thường, cái gì vô thường thì nó luôn luôn thay đổi và luôn luôn thay đổi thì gọi là khổ đau, thậm chí là vô thường thì dẫn khổ đau và tâm mà chạy theo cái vô thường thì tâm khổ đau theo cái vô thường, cho nên phải nhiếp lặng, nhiếp lặng nhiếp cái tâm nhiếp ý lặng. Có thể cơ bản thì vẫn giảm cơ bản như vậy thôi, thì mong là cái chú đã phát được cái tâm thì xuất gia tập tóc bằng chứng của thiên gia thì từ nay thì đi về sau cố gắng tinh tấn trong quá trình tu thì đương nhiên nó cũng khó khăn duyên này duyên kia, nhưng mà phát được tâm rồi thì từ cái tâm từ cái phật tập duyên hôm nay đến về sau là cứ tinh tấn luôn luôn tinh tấn, vì có con đường duy nhất là xuất gia mới thoát khỏi cái đường khổ trần nào nào rồi mình tiếp được. Như học thì sau khi mà biết rồi học thì lo các cái tấm gương chư Phật Bồ Tát thì thái niệm tăng đại đại sư đi tu thành tựu đưa vào tấm gương của các ngài tu hành được tinh tấn ngày đêm tu hành được tiền duyên tinh tấn trong Phật pháp thì vẫn là ngày đêm sống thời gian này thì làm sao tu có tâm và được yên tâm an lành tâm giải thoát tâm giác ngộ tâm sáng tâm định tâm tuệ nhớ định tuệ vì cái tâm nó sáng nên nó không bị bên của cái dục, vì cái tâm nó định nên không bị dao động, vì cái tâm cái tâm nữa là tâm của chân tâm chính thấy, không bị đào động cũng dính bởi xung quanh, tâm nó an có, đấy là cái tinh thần tâm tinh thần niệm tịnh chân tâm chính thấy, nó có ba đặc điểm chính, một là sáng, tức là quang minh bất muộn, từ xưa thế này nó chưa bao giờ bị muộn, thứ hai là bất động, từ xưa thế này nó chưa bao giờ bị đào động. Dù giả sử cái chân tâm chính thấy nó xuất động nó giống trục xe, mặc dù bánh xe vẫn vận hành trên buôn vận hành đường nhưng mà trục xe chưa bao giờ quay. Thế và cái tâm chân tâm chính thấy thì thành định giống hoa sen, thì hoa sen mặc dù được trồng giống như bồn đầy nhưng mà chưa bao giờ bị tín nhiệm của bồn đầy. Khi mà dẫn dụ chân tâm chính thấy nó sáng suốt, nó chưa bao giờ bị mê muội, thì dẫn dụ giống như là con của nhật nguyên, chưa bao giờ bị mây mù che khuất. Cho nên là mỗi người tu hành là đều chờ cái chân tâm chính thấy của mỗi người, thì mỗi người đều có cái chân tâm chính thấy, cho nên chờ cái chân tâm chính thấy để vận hành cuộc sống tu hành thoát khỏi tham gia được và ba cái yếu tố là tiếp tục là phiền não tam giới, đó là cái nhiệm vụ trách nhiệm của người tu hành. Tên pháp danh là Diệu Bảo này, diệu là sự nhiệm màu, bảo là sự quý báu. Ở thế gian thì chúng ta thông thường là cũng lấy tên vàng bạc rồi ngọc ngà là cho là quý báu, nhưng mà đối với con mắt của Phật gọi là tuệ nhãn của Phật, tuệ nhãn của Bồ Tát Ma Ha Tát thì thấy cái các cái nhân tố là độc, khiến con người ta tranh giành với nhau, hại với nhau, đi vào con đường tam tối. Trong Phật pháp thì có ba ngôi bảo báu, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đó là cái pháp nơi chốn mà mình đương vào, đương nhờ vào, trở về ba ngôi quý báu. Phật bảo tất cả những gì mình Đức Thích Ca Mâu Ni cùng người Trung Thiên Bạch Đi La là Phật bảo, tất cả những lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni cùng người Trung Pháp bảo thì đều là Pháp bảo, tất cả những người xuất gia đã thuộc giới tỳ kheo từ bốn người trở lên cũng được tăng bằng mười phương, thì tóm lại là người
duyên mà đương nhờ ba ngôi căn bản, mà rốt ráo viên mặt sau này không một không thể nào tách rời ba ngôi căn bản, không thể nào tách rời giác tĩnh tịnh, không thể tách rời Phật pháp tăng giác tĩnh tịnh. Thế nên là tam bảo Phật pháp tăng giác tĩnh tịnh phục nguồn gốc rễ của vạn pháp, phục nguồn gốc rễ của vạn pháp. Cho nên khởi duyên là nhờ đấy, tức là khởi duyên chúng ta phải thời điểm này là khởi duyên, khởi duyên thì đương nhờ tam bảo, rốt ráo sau cùng phải trở về tam bảo tự tâm, tam bảo tự tính, tự tâm giác, giác không mê nữa, gọi tự tính giác, tự tâm giác chính mà không tà, gọi là tự tính chính, tự tâm chính, tịnh mà không nhiễm nữa, gọi là tự tính tịnh, nên gọi là tam bảo tự tâm vô hình vô tướng, bất sinh bất diệt bất không bất tịnh bất tăng bất giảm, nên là bản thể chân như của tự tính giác, tự tính chính, tự tính tịnh. Lúc này là giảng về ý nghĩa giữa xuất gia thì xin nên dừng đây. Tiếp tục là những rồi y giáo phục hành thì thầy đề phục hành tốt nhá, tức là nương theo lời dạy mà thực hành y giáo. Thì cứ mà người dạy giáo rất là thực hành, nhưng mà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh nhà Phật có chúc mừng thầy có thêm một phần lễ nữa. Vừa rồi trên đại đức đã thay lời chư tôn tịnh đức nhị bộ đại tăng có những lời khai đạo sách tấn đối với tịnh nhân Diệu Bảo, đó là những hành trang cơ bản của người bước trên con đường để tiến tới an lạc, giải thoát và giác ngộ. Giờ này thể theo truyền thống của thiền môn, trước khi thế pháp mỗi người chúng ta đều có cha mẹ, đều có ông bà quê hương đất nước, nơi đó đã là nơi chăm dưỡng, nên chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến ngày chúng ta trưởng thành, và trước khi những ngọn tóc biểu trưng cho thế gian pháp không còn nữa, thì chư tổ thường dạy người tịnh nhân đó phải về trước cha mẹ lễ tạ ba lễ để đền ân, để báo đức công dưỡng sinh thành của hai đấng song thân. Và thể theo truyền thống đó, chúng con xin ăn mời chư tôn tịnh đức bá thí cho tịnh nhân Diệu Bảo xin được cử hành lễ tạ ơn. Dạ vâng, trước sự chứng minh của chư tôn tịnh đức cũng như toàn thể đạo tràng, giờ này xin mời Phật tử tịnh nhân Diệu Bảo đối trước thân phụ mẫu cũng như ông nội thành kính lễ tạ ba lễ đền ân. Lễ tạ ơn xin bắt đầu. Nghi lễ tạ ân đã được chu viên, giờ này kính thỉnh thầy nghiệp sư cho phép đệ tử ra ngoài để cử hành thế pháp. Kính thỉnh chư tôn đức cùng đạo tràng gia trì ba biến đại bi, một biến thập chú và bát nhã hồi hướng. Kính thỉnh chư tôn đức. Na 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 na
Thank you.
Hôm nay là cái ngày kỷ niệm
này là nhân duyên rất là rủng rắng rồi. Hôm nay mình này thì ký với Quan Thế Bồ Tát ấy, tất cả những người xuất gia cho đến tại gia mà tu học Phật pháp muốn giác ngộ thì pháp để đưa trong tu pháp là không ai là nhị căn, mà không ai không có nhị căn. Mong làm sao tu hành theo đúng như cái đường lối của Quan Thế Bồ Tát cùng hội tống nhất tâm tâm và thái độ hạng văn văn tự tín bên thành Phật đạo, luôn luôn đương nhờ vào ánh sáng từ bi mà pháp tử vi. Bằng cái khăn này là bắt các tường, chỉ cho các tường tâm mà luôn an lành thì cuộc sống mới an lành, tâm nó quyết định, không phải là hoàn cảnh chúng ta quyết định. Cho nên tâm các tường bằng phản các tường. Đức trao bằng tượng cho sư thầy Điền Sư, trao khăn chúc phúc cho tịnh nhân diệu đạo. Kính tỉnh đạo tràng trong một tràng hoàng tay. Vâng, dưới sự chứng minh và gia trì của chư Tôn Đức, lễ thế pháp đã được chu viên và thành tựu. Giờ này, thầy Điền Sư cũng như tịnh nhân Diệu Bảo xin đối trước đại tăng Tiền Thành bái tạ tam bái. Thời giờ này chúng con xin được bái tạ cung dứt chư Tôn Đức hồi quy tổ đường, kính mời toàn thể đạo tràng và thân trang nghiêm cùng thăm chúc hạnh và tặng quà lưu niệm. Bác ơi, nhanh